À, mức thứ ba ấy, thì nó đòi hỏi cái gì ạ? Cái đánh giá, cái nhận xét theo cái suy nghĩ, cảm nhận riêng của các em, cái liên hệ bản thân, tức là đem cái tác phẩm ấy nó nằm trong cái hiểu riêng của em đó. Thế thì thường nó sẽ là ở cái mức 3. Thế thì trong các câu hỏi đề, các đề đấy, thì chúng tôi đều có đủ ba cái mức này và cái tỷ lệ nó tương đối hợp lý. Hiện nay thì Bộ Giáo dục chưa có hướng dẫn đánh giá, không có hướng dẫn đánh giá gì mới cả so với trước đây. Cái thông tư mới nhất là cái thông tư 27, thì các thầy cô mở ra để đọc là mới nhất. Vì là trước đây chúng ta thấy là có bốn mức, mức 1 này, mức 2 này, mức 3, mức 4, mức 3, mức 4 là mức là vận dụng thấp, vận dụng cao. Nhưng bây giờ lại trở lại là chỉ có 3 mức thôi, mức 1, mức 2 và mức 3. Mức 1 gần như là nhận biết, tức là những cái gì nó rất thông dụng, rất quen thuộc rồi. Mức thứ 2 là cái mức năng lực cao hơn, nó đòi hỏi cái gì ạ? Cái kiến thức, cái hiểu biết ở một cái độ sâu sắc hơn. Mức thứ 3 thì nó nghiêng về cái tính vận dụng. Đấy, có câu hỏi ở trong đấy, không phải chỉ nhìn vào cái bài đọc có thể trả lời được, mà nó phải đòi hỏi cái suy luận, cái vốn sống, cái hiểu biết, cái lập luận của từng em nữa nhá. Thì đấy là mức 3. Thì các thầy cô có bản mẫu rồi thì các thầy cô sẽ xem. Tất cả những cái bản mẫu này thì nó đều gọi là đóng tạm, cho nên là nó chưa được tốt, nó chưa phải là đóng chính thức, là đóng tạm thôi, cho nên nó hay bị bung lắm. Thế còn sau này thì chúng tôi cũng đang đề xuất là sách nó phải chất lượng, những đóng điếc nó phải chặt chẽ hơn. Thế bây giờ về đánh giá thì như thế này, chúng ta thấy là bao nhiêu lâu nay rồi nó gần như là giải quyết tâm lý cho học sinh và nó làm cho giáo viên cũng đỡ vất vả hơn ở cái việc là đánh giá bằng nhận xét. Lớp 4 một năm chỉ có 4 điểm tiếng Việt thôi, nó cũng đỡ hơn rất nhiều so với trước đây. Thế mục tiêu đánh giá là gì? Không phải chỉ để cho học sinh nó em được mấy. Và tôi cũng nói mãi suốt những cái đợt tập huấn ở lớp 1, lớp 2, lớp 3 là gì? Là đánh giá, cái đánh giá điểm số ấy, trước đây ấy, nó đã ăn sâu trong tâm trí chúng ta rồi. Thế một em ví dụ chúng ta cho các em cái môn tiếng Việt bài đọc hiểu hay là bài tập làm văn điểm 8 chẳng hạn nhé, điểm 8. Được đấy, mình sẽ nói về ma trận. Cái điểm 8 thì không có nghĩa, ví dụ tôi cho lớp 20 bạn điểm 8 thì không có nghĩa là 20 bạn này cái năng lực đọc hiểu giống hệt nhau, hay là 20 bạn điểm 8 điểm viết tập làm văn ấy được điểm 8 chẳng hạn, thì không có nghĩa là 20 bạn ấy học y như nhau. Đấy, bởi vì sao? Là tôi phải xác định là cái điểm 8 của em thứ nhất này này, ví dụ em làm hết được tất cả câu mức 1 và làm được gần hết câu mức 2 nên em được điểm 8. Thế và em thiếu câu mức 3 và thiếu một số câu mức 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 2 nữa. Thế thì cái em đấy dù được điểm 8 nhưng mà cái năng lực của em đấy lại không mạnh bằng cái em mà em làm được hết câu mức 2 và câu mức 3, nhưng câu mức 1 em đấy lại sai. Em đấy lại sai câu mức 1 không có nghĩa là em dốt, em kém đâu, mà cái anh đấy là anh gì ạ? Láu táu, đọc lướt tơ, đọc qua vì dễ quá, đọc qua đọc qua. Thế thì không cặn kẽ vì câu mức 1 là câu chỉ nhìn vào vào câu chữ để trả lời mà nhé. Thế cho nên là cùng một điểm 8 nhưng hãy xem xét là em đấy làm được câu nào, cái độ khó của câu đấy ở mức nào, làm được nhiều câu ở mức 3 hay mức 2 hay mức 1, để chúng ta có cái nhận xét về em đấy, để có cái hỗ trợ phù hợp cho từng em. Đấy. Cũng như vậy, ở viết 20 em cô cho điểm 8 bài văn nêu tình cảm cảm xúc về một câu chuyện. Thế nhưng chấm một bài văn ý, chấm một bài văn, các bạn cứ viết đây, tí nữa tôi đọc nhưng tôi đang nói. Các bạn cứ có ý kiến hỏi gì các bạn cứ chia sẻ xong để tôi nói nốt cái đánh giá này đã. Cũng như đọc lúc nãy tôi nói là có bạn thì làm tất được hết câu mức 2, mức 3 nhưng lại sai nhiều câu mức 1. Thì không có nghĩa là gì, bạn ấy kém hơn được điểm 8 là bằng với những cái bạn mà làm được hết câu mức 1. Câu mức 1 mà cái bạn làm được hết câu mức 1 là bạn đấy là chỉn chu, chăm chỉ. Nhưng mà cái độ sáng tạo, suy luận, bứt phá thì lại còn hơi chậm.
Đó, thế còn những cái bạn mà làm được hết câu mức 2, mức 3 nhưng mà sai bé bét mấy câu mức 1 ấy, thì những bạn đấy là gì ạ? Láu táu, đọc qua loa quýt lít nhưng mà là gì? À, khá là sắc chắc về về suy nghĩ, về tư duy. Chờ, bây giờ sang viết chẳng hạn. Viết nếu điểm cuối cùng, điểm mà các thầy cô làm barem nhé. Ví dụ chúng ta làm barem thì thường nó sẽ có những khối điểm như này này. Điểm nội dung, ví dụ tôi gọi là tả con vật chẳng hạn nhé. Điểm nội dung là gì? Bạn này tả được nhiều đặc điểm của con vật hay không? À, có bạn tả mỗi mắt thôi chẳng hạn, thêm cái tai, nhưng mà bạn này là ngoại hình, hành động tả rất là nhiều. Tức là nội dung phong phú là một khối điểm, là một nhóm điểm, là một cụm điểm, một phần điểm, đúng không? Thứ hai là điểm về kỹ năng. Kỹ năng ở đây là gì? Kỹ năng dùng từ chính xác, kỹ năng viết câu gãy gọn, kỹ năng sắp xếp ý theo một logic. Tôi phải tả ngoại hình trước, rồi tôi tả gì hoạt động sau, hoặc tôi gì ạ, tả vào mắt nhưng tôi lại lại đan xen với lại tả hoạt động luôn, là mắt nó trong veo mỗi khi nhìn em, ví dụ con mèo ngại đúng không, mèo có đôi mắt xanh như mùa nước mùa thu mỗi khi nhìn em ra mà thế nọ thế kia đấy. Tức là chúng ta được kết hợp giữa cả cả gì ạ, ngoại hình lẫn hành động, tức là cái logic của bài đấy nó thể hiện cái tư duy gì nhỉ, khoa học, sáng rõ của học sinh nhé. Như vậy là cái khối điểm thứ hai là điểm kỹ năng, kỹ năng dùng từ, kỹ năng viết câu, các kỹ năng sắp xếp ý, các kỹ năng sắp xếp đoạn đó nhé. Cái khối điểm thứ ba đọc thành tiếng, nhưng đọc thành tiếng nếu mà để luyện cho học sinh ấy, đúng không? Thì chúng ta đưa các em đọc một cái văn bản mới, các em chỉ đọc một đoạn thôi mà các em đọc lưu loát được là các em đọc tốt. Thế tức như vậy là cái điểm đọc thành tiếng sẽ chiếm khoảng 2 đến 3 điểm. Thế còn nếu mà đọc thành tiếng mà chúng ta lại dùng cái điểm của đọc lại cái bài cũ ấy, thì là không, thì thực ra là không đúng lắm nhá. Thế còn đọc hiểu thì sẽ chiếm từ 7 đến 8 điểm, từ 7 đến 8 điểm. Thế thì thường đến cuối năm ý, thì người ta chỉ cho đọc thành tiếng 2 điểm thôi. Và thường nó vì là thực ra là bộ cũng chưa quy định mà, nhưng mà đọc hiểu yêu cầu cao hơn là điểm gì ạ? Là 8 điểm. Cho nên là trong đấy chúng ta sẽ thấy là có 8 câu, chúng tôi thiết kế 8 câu hỏi. Chúng ta cứ cho mỗi câu 8 điểm, một điểm chẳng hạn, ví dụ như thế nhé. Thế còn mức mức thì bình thường, thông thường ấy, cái câu hỏi mức 1 trong một cái đề kiểm tra ấy, nó sẽ chiếm khoảng 40 đến 50% câu hỏi mức 1. Câu hỏi mức 2 sẽ chiếm khoảng 30%. Câu hỏi mức 3 sẽ chiếm khoảng từ 15 đến từ 10 đến 15 đến từ 10 đến 20%, khoảng khoảng đấy. Thế thì tất cả nó đều áng khoảng thôi các thầy cô nhé, bởi vì cái môn của chúng ta này này, như tôi nói rồi, cái tiết đọc, một tiết đọc của tiết đọc bài văn bản này với văn bản kia, nó không như miếng bánh mà cứ cắt chần chận nhau, đúng không? Có tiết này thì có nhiều ý để khai thác hơn, cái tác phẩm này, tác phẩm kia thì là gì ít hơn. Đấy, cái tác phẩm này, cái bài thì cần học sinh phát huy cái cảm nhận riêng hơn, cần nhiều thời gian hơn. Đó, cho nên nó các bài nó du di là như thế nhá. Thế bây giờ để cho học sinh làm tốt được các đề kiểm tra cuối kỳ hay là giữa kỳ thì phải có đề kiểm tra, phải có gì ạ? Phải có đánh giá thường xuyên. Đấy, đánh giá định kỳ thì bằng điểm, đánh giá thường xuyên thì bằng nhận xét. Thế các thầy cô sẽ thấy là ở trong cái sách này đấy, trong cái sách này tôi giờ tôi ví dụ như này nhá, trở lại một chút cái nói bằng cái luyện từ và câu này. Khi đánh giá thường xuyên thì mình phải đánh giá cả số lượng và chất lượng làm bài của học sinh nữa. Đây tôi ví dụ như cái phiếu học tập này trên màn hình. Thế thì tìm thêm hai ba động từ thích hợp với mỗi sự vật dưới đây. Thế thì mình cho học sinh trong thời gian bao nhiêu phút đấy để học sinh hoàn thành cái phiếu học tập này. Có thể là phiếu nhưng cũng có thể các em chỉ cần viết ra, nhìn vào sách thôi. Học sinh thì các em viết một dãy, đúng không? Một hàng. Con ong các em viết động từ gắn với con ong một hàng, con cá một hàng, ví dụ như thế. Còn nếu mà mình ra phiếu thì nó chỉ là gì ạ? Nó đẹp thì nó thích, học sinh thích làm hơn. Và các em giữ cái phiếu đấy để các em biết là kết quả học tập của em thôi. Thế thì mình nói là tìm thêm 2 đến 3 động từ. Thế thì mình sẽ nói học sinh là
À, với mỗi cái sự vật này, học sinh, con ong, cá, cây, thuyền ấy, em tìm 2 đến 3 động từ. Nếu xong là làm hết nhiệm vụ rồi mà vẫn còn thời gian, các em hãy tìm tiếp. Đó. Thế thì mình sẽ nhìn vào cái phiếu học tập của học sinh để nhận xét học sinh. Cùng là cái bài tập này nhưng cô thấy có những bạn rất tích cực tìm đa ra được rất nhiều từ đã, đúng không? Tức là gì ạ? Chuyên cần này, nhanh trí này, chắc chắn tìm được nhiều là gì? Vốn từ phong phú này, hiểu bài này, đúng không? Rồi là làm đúng hay không nữa nhá. Đó, thế thì từ các lớp trước, lớp 1, 2, 3 trước đây đấy, thì chúng tôi đã nói nhiều về cái đánh giá kiểu này rồi. Không phải là học sinh cứ làm đúng, đủ là xong, mà có cả cái tính điểm cho cái sản phẩm vượt trội của học sinh nữa. Sản phẩm vượt trội. Nên chúng ta cứ khích lệ là để các em gì ạ, thay vì ngó nghiêng mất trật tự thì tìm thêm, tìm thêm, tìm thêm đi nhé. Thì nhìn vào đây thì tôi cũng muốn nói lại một điều này, tức là từ lớp 2, lớp 3 các em học từ ngữ, lên lớp 4 bắt đầu mới có khái niệm từ, nhưng thầy cô cũng nhẹ nhàng thôi, không cho mình và cũng áp lực với học sinh. Các em có nhầm đấy là ngữ mà các em gọi là từ cũng không sao, ví dụ như là nảy mầm, đúng không? Hay tôi ví dụ như này nhé, tính từ chẳng hạn, tính từ, thế thì các em hãy tìm cho cô tính từ nào. À, tính từ chỉ màu vàng đi xem nào. Thế thưa cô, vàng suộng, vàng suộng ích gì đấy thì đúng là từ, nhưng mà vàng ruộng, vàng óng, vàng rực thì lại không phải là từ các bạn ạ. Tại sao? Bởi vì là rực cũng có nghĩa, óng cũng có nghĩa, ruộng cũng có nghĩa, có mỗi suộng là không có nghĩa, cho nên là vàng suộng nó là một từ. Thế nhưng mà khi học sinh tìm vàng óng, vàng suộng, vàng ruộm ấy, cũng như các thầy cô thấy ở cái bài cái quang cảnh làng mạc ngày mùa của lớp 5 nhỉ, ở lớp 5 mới học ấy, thì nó sẽ có gì nhỉ, vàng óng, vàng mượt, vàng sọng, rồi đủ cái thứ vàng, tức là nhà 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 văn sáng tạo ra rất nhiều cái màu sắc. Thế thì cho nên là nếu chúng ta tra từ điển nhé, tra từ điển cái từ đấy có thì nó đích thị là từ rồi, cho nên các thầy cô tra vàng suộng thì từ điển có ngay, nhưng tra vàng óng thì trong từ điển chắc chắn thường là không có, bởi vì nó sẽ có trường phái người ta coi đấy là hai từ, thậm chí là hai tính từ đấy nhé. Nhưng với học sinh tiểu học của chúng ta không bắt một cách gì nhỉ, thuần túy khoa học ngôn ngữ học hàn lâm như thế ấy, cứ vàng suộng, vàng ruộng, vàng óng, vàng nhạt, vàng mượt, vàng sọng như là Tô Hoài nói, ok đúng không, đều được cả nhé. Cho nên là cái gì cũng gọi là gì, nhẹ nhàng thôi, đơn giản thôi, đừng áp lực với học sinh. Thế còn các thầy cô xác định nó là danh từ, động từ, tính từ, chúng ta tra từ điển thì nếu có trong từ điển thì nó là từ, nếu không có trong từ điển thì nó sẽ là gì ạ, cụm từ mất rồi. Nhưng như tôi nói là với học sinh tiểu học chúng ta cũng phiên phiến nhẹ nhẹ chỗ này thôi, vì các em còn nhiều cơ hội học. Thế còn ai, như vậy là tôi đã nói về đánh giá rồi nhá, cái đánh giá là nó nằm trong sản phẩm của học sinh. Cái sản phẩm có thể là lời nói khi phát biểu, ví dụ thưa cô, giọt sương ngủ quên trên phiến lá, đúng không? Giọt sương dạo chơi trên phiến lá, ví dụ như thế, ngao du trên phiến lá các thứ đấy. Thế thì là gì ạ? Chúng ta nghe cái sản phẩm nói của sinh để chúng ta đánh giá, hoặc là chúng ta làm phiếu, hoặc các em làm vào phiếu, hoặc các em viết vào vở ô ly, mà chúng ta nhìn thấy cái sản phẩm của em tốt là chúng ta phải đánh giá đúng hay khen ngợi đúng, là như thế nhá. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái cách, những cái điểm mới của kiến thức từ ngữ ngữ pháp, kiến thức về từ và câu, tìm hiểu xong về nội dung phương pháp dạy đọc, về dạy viết, dạy nói và nghe. Và một cái điều các thầy cô sẽ thấy nó rất mới mẻ là cái cấu trúc bài học, cái cách thiết kế câu hỏi bài tập, nó tạo cơ hội cho học sinh tự làm việc. Rất mong các thầy cô nói ít ít thôi để học sinh tự làm sai bắt đầu, các tại sao em làm như thế này, ý kiến của bạn khác nào, bạn khác có làm như bạn không, đúng không, để các em cứ phát biểu hết đã, làm sai hết, làm hay sai ráo, lúc đấy bây giờ cô mới chữa bài, cô mới giảng nhé. Thế và trong giờ đọc thì cũng tăng cường cho học sinh
được chia sẻ, được phát biểu nhiều vào. Muốn như vậy thì các em phải là làm việc cặp đôi, làm việc theo nhóm nhá. Quy trình dạy thì nó thể hiện, một người hỏi là có quy trình dạy không? Quy trình thì chính là gì ạ? À, dạy đọc thành tiếng xong thì mới sang đọc hiểu, đúng không? À, rồi gì nhỉ? À, đọc hiểu xong thì bắt đầu mới là học thuộc lòng. Ví dụ như thế, vẫn như thế là quy trình đọc nhé. Dạy viết thì quy trình rồi. Có bài tìm hiểu, kiểu bài cách viết rồi này. Có bài lập dàn ý này. Có bài viết này, có bài trả bài này. Quy trình đấy, đúng không nhỉ? Nói và nghe cũng quy trình này. Hướng dẫn chuẩn bị bài để nói này. Trình bày trước nhóm này. Ghi chép này, rồi là trao đổi thảo luận đánh giá ý kiến của các bạn này. Quy trình hết nhé. À các bạn ơi, không, các bạn thế này nhá, các bạn sẽ vào YouTube này thì những cái năm lớp 2 ấy, có cái tiết nói và nghe rất hay, nói về niềm vui của em. Các bạn cứ đánh là video tiết dạy nói và nghe niềm vui của em, hay là video tiết dạy nói và nghe sách kết nối, là sẽ ra ngay một cái tiết dạy luyện nói. Thì trời ơi, cái tiết luyện nói đấy tôi đã là gì ạ, có cô giáo tương tác như này, và thưa cô cho em xin số điện thoại của cô giáo này, em nghe tiết dạy cô ấy nói mà em nổi những gai ốc, em rất xúc động. Bởi vì là gì, cái tương tác giáo viên học sinh cũng khích lệ học sinh nói, một cái giờ dạy học rất là tuyệt vời. Thế thì cái năm lớp 2 có rất nhiều video mẫu dạy đọc, dạy nói và nghe, dạy luyện từ và câu, dạy tập làm văn nhá. Xong nó cứ ít dần đi các bạn ạ. À, năm năm lớp 3 năm ngoái thì cũng có một tiết tập làm văn và một tiết luyện từ và câu. Lớp 4 cũng thế, có mới thế thôi, chả hiểu là gì. Tất cả mọi cái sợ nó cộng vào giá sách hay nào nhưng tự nhiên rất là ít đi. Tóm lại là như thế, nên các bạn thông cảm. Và chúng ta hãy xem tiết đọc và tiết luyện từ và câu của lớp 2, nhưng tôi nghĩ là lớp nào cũng học tập được những cái phương pháp dạy học của những tiết đó rất là hay. Những tôi nói là những cái tiết đấy gặp nhận được mưa lời khen trong những cái đợt tập huấn. Đấy, nó có các thầy cô bảo là chắc chắn cô giáo này phải rất là tâm huyết mới mới tạo dựng được cái tiết dạy như thế. Đấy, khi mà chúng tôi gặp lại các cô giáo đấy, chúng tôi cũng chia sẻ và để cho các cô vui với những nhận xét của các thầy cô khi xem những cái băng của lớp 2, lớp 3. Năm nay hai cô chúng ta thấy cũng rất là đóng góp. Ví dụ cô luyện từ và câu kiến thức rất chắc chắn, rất sắc. Cô của tập làm văn đấy, cô nói tôi thấy là giỏi hơn chúng tôi, là không nói thừa từ ngữ gì cả. Mà nhà cô hôm trước là bố chồng còn mất, mà vừa vừa tang ma, vừa hôm trước xong hôm sau đến quay băng vì nó phích lịch như thế rồi mà. Thế mà cô vẫn cố nén đau thương để có một tiết dạy không vấp váp một tí nào trong câu chữ cả. Đấy là tôi nhìn thấy là bạn nào ghi là rất thần thái gì đấy, đúng là như thế, rất là tốt. Tôi rất là vui với tài năng của các giáo viên tiểu học, bởi vì là các cấp trên người ta chỉ có một môn thôi, dạy được mỗi môn văn, còn các thầy cô tiểu học là dạy được toán, rồi là dạy được tự nhiên, xã hội, lịch sử, địa lý, rất hết, rất là khủng. Mà giờ cái tiết tập làm văn chuyên sâu như như là các tuyệt vời. Ừ, đang đang gì à, chuyển sang về. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu đọc viết này, nói và nghe rồi này, và dù kiểu bài nào các thầy cô đều thấy có hướng dẫn rất kỹ, và các thầy cô không cần nói nhiều, cứ để cho các em tự thực hiện đã nhé. Các em làm không được bắt đầu cô mới xuất chiêu hướng dẫn. Thì đánh giá là như thế này, đánh giá về phẩm chất thì thực ra là chúng tôi cái gì phẩm chất ra sao hiện nay còn đang lúng túng. Ví dụ ở cái cô dạy có trường người ta chỉ cô dạy mỗi tiếng Việt thôi, có trường dạy toán đúng không? Ví dụ đánh giá cái em này về tình yêu nước, phẩm chất yêu nước yêu quê hương chẳng hạn, chẳng nhẽ cô tiếng Việt bảo em này là xếp loại A, thế cô toán lại bảo xếp loại B, lúc đấy phân xử thế nào? Hiện nay là cũng đang mắc ở chỗ này. Là tài liệu bổ trợ thì các thầy cô sẽ được đón nhận cái sách giáo viên. Không phải tất cả các bài, nhưng mà rất nhiều bài, trong đó những cái bài tôi khẳng định là tôi đã hướng dẫn khá là kỹ. Khá kỹ ở chỗ nào, là không phải là giáo viên làm gì học sinh làm gì đâu, mà mình đưa ra những cái phương án là học sinh sẽ trả lời như thế này như thế kia, có thể trả lời như này cũng chấp nhận, có thể trả lời như thế kia cũng chấp nhận, tức là phân tích ở trong đó. Rất nhiều những cái tiết đọc hay là các tiết đấy là chúng tôi đã kẻ bảng ra để đối chiếu so sánh, rồi là những cái đáp án rất là tường minh đó, để cho các thầy cô
dễ dàng trong cái việc xử lý những cái tình huống ở trên lớp nhé. Rồi là như vậy có mục tiêu. À cũng phải nói vì nếu các thầy cô chia sẻ với các cô giáo dạy lớp 3, lớp 2 ấy, thì dạy như này. Nếu như trước đây chúng ta thấy là một tiết nó cứ dạy mỗi đọc thôi là xong, đó, kể chuyện là xong, điện từ vào câu, thế là mục đích của cái bài đấy yêu cầu cần đạt hay là mục đích yêu cầu ấy, chúng ta ghi mỗi là cái tiết học đấy đạt được cái gì. Thế nhưng bây giờ một tiết thì nó có hai à, một tuần có hai bài học lớn, một bài 3 tiết và một bài 4 tiết. Thường chúng tôi sẽ ghi này, mục tiêu của cái bài 3 tiết ấy, thì cũng có cái ý thứ nhất là mục tiêu cho hoạt động đọc, ý thứ hai là mục tiêu cho hoạt động điện từ vào câu, ý thứ ba là mục tiêu cho tập làm văn. Thế sau đấy là bắt đầu dạy lần lượt đọc dạy như thế nào, dạy xong hết đọc đi dạy điện từ vào câu như thế nào, xong đến dạy viết như thế nào, xong cuối cùng vận dụng ra sao. Thế còn cũng có trường thì lại bảo là chúng em cứ từng tiết một dạy đọc xong thế lại mục tiêu của đọc, xong lại hoạt động của đọc ở kia, xong đến viết lại mục tiêu của viết, xong lại đồ dùng dạy học của viết, là tùy 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 nhá. Thế còn theo tôi thì cứ làm đúng như trong sách giáo viên hướng dẫn ấy là được, nhanh gọn, chúng ta đỡ phải bài nào cũng có mục mục tiêu lại viết một lần, đúng không? Ví dụ 3 tiết mà các cô soạn thành 3 cái giáo án ấy, thì 3 lần có chữ mục tiêu, 3 lần có chữ đồ dùng dạy học, 3 lần có chữ các hoạt động dạy học chủ yếu, đúng không? 3 lần củng cố dặn dò, đúng không? Thế còn đâu mình gộp vào thì nó vẫn cứ lần từ một cái chung đấy, xong đến là gì ạ? Dạy lần lượt, dạy lần lượt nhé. Thế thì trong cái tổ chức hoạt động dạy học thì ở sách lớp 4 tôi nghĩ là viết đã cặn kẽ hơn cả lớp 2, lớp 3 rồi. Vì lớp 2, lớp 3 vẫn là cái giai đoạn vội vã tìm đường, lớp 4 bắt đầu mọi người cũng thành thạo hơn thì nó cũng ổn hơn. Đấy, lớp 3, lớp 2 đôi khi tôi không kiểm soát được, có những bài viết hơi hơi đơn giản thì các thầy cô sẽ căn cứ vào những cái bài viết cụ thể cặn kẽ để chúng ta thực hiện ở những cái, như những cái tiết đơn giản thì mình có rút kinh nghiệm để đào sâu dạy kỹ hơn. Thế thì như vậy là tôi đã nói về cái sách giáo khoa và sách giáo viên rồi. Cũng rất nhiều bộ sách thì cứ hỏi là thưa cô có PowerPoint dạy học không, thì thực ra để có một cái PowerPoint thật tốt ý, thì chúng tôi phải là chính là những người chủ biên tác giả soạn thì mới tốt được. Thế còn đâu cứ để người nọ người kia tự bung lên thì chưa chắc nó tốt. Thế còn sau này sau khi mà xong xuôi được sách giáo khoa rồi, lớp 5 cũng đã viết xong rồi, còn đang đợi để chuẩn bị thẩm định ý, thì xong trọn vẹn 5 lớp rồi, lúc đấy chúng tôi sẽ quay lại để giúp các thầy cô có những cái slide chẳng hạn, đúng không? Còn để chúng ta đỡ vất vả trong khi chuẩn bị bài thì những cái đấy ở cái giai đoạn sau. Thế còn là gì nữa nhỉ? Thế là hết rồi đấy ạ. Thế thì thưa với các thầy cô là trong một ngày chúng ta được xem 2 băng, và cũng cố gắng, tôi nói hơi nhanh thì phải bởi vì cứ lo là không nói được hết thì không biết là các thầy cô có nghe được không, nhưng thực ra tôi nghĩ là không khó gì với tài năng của các cô giáo tiểu học cả, bởi vì các thầy cô có tài năng vì các cô dạy được tất cả các môn, cho nên chắc chắn là đầu óc các thầy cô sẽ linh hoạt hơn là giáo viên ngữ văn của các cấp trên. Thế thì cái cách là như thế nào, ví dụ dạy đọc, các thầy cô nghiên cứu hết cái mạch đọc đi, dở sách ra đọc tất cả những cái bài đọc đi, và các thầy cô so với lại cái câu hỏi đọc hiểu của sách hiện hành thì mình sẽ thấy là mình kế thừa cách cũ như thế nào, mình phải đổi mới ra sao, những cái câu đóng vai này mình phải tổ chức như thế nào, đúng không? Những cái câu trắc nghiệm mình cho học sinh lựa chọn ra sao, vân vân, đại khái như thế. Thế rồi đến các tiết luyện từ và câu cũng vậy, các thầy cô sẽ sờ dở các bài danh từ của sách cũ sách mới ra để mình biết là gì, mình học tập được cái gì của cái cũ, nhưng mình phải nhận ra là cái sách mới này người ta đã không dạy theo những cũ cái cũ ở chỗ nào, để đừng là gì ạ, hiện nay đang có cái tình trạng là chúng tôi đang muốn là dạy cái luyện từ và câu từ lớp 2, lớp 3 nó rất là nhẹ nhàng, thế nhưng mà dạy theo như này coi như là một nhiệm vụ rồi, các thầy cô lại lấy cái kinh nghiệm mà mình đã dạy sách 20 năm, sách chương trình 2020 năm nay dạy tiếp nữa, thế là nó bị ôm đồm và nó thành quá nhiều cồng kềnh cho học sinh nha, thì nó mệt ra. Còn các thầy cô cứ làm theo sách giáo khoa sách giáo viên là yên tâm, chúng tôi đã hướng học sinh theo dạy học theo năng lực rồi, không ghi chép nhiều,
Đấy, tôi đã đưa kinh nghiệm ghi chép một cái quyển ghi chép rất là hay, không bao giờ mở ra, không có ý nghĩa gì. Chi bằng cái giờ đấy này, tập trung lắng nghe này, trình bày ý kiến này, phát biểu ý kiến trong nhóm này, tranh luận này, đúng không? Đứng lên này, lên bảng này, ví dụ như thế. Đó, nhé. Thế thì rất cảm ơn các thầy cô đã có một cái ngày chia sẻ cùng tôi cái nội dung kỹ năng dạy học cái tiếng Việt lớp 4. Trong thời gian tìm hiểu sách có cái gì khó hiểu ấy thì các thầy cô có thể liên hệ trực tiếp với tôi ghi số điện thoại tôi đây 0983 556585 ạ. Điện thoại là 0983 556585. Nhiều khi người ta cũng không muốn đưa đâu vì bảo là tiếp điện thoại của nhiều thầy cô quá không có thời gian, nhưng tôi thì thấy là thế này sẵn sàng, bởi vì sao? Có những cô giáo gọi rón rén gọi hỏi, thế thì mình chỉ trả lời trong 1 phút thôi, thế là được tháo gỡ rồi. Thế thì rồi thế này em mới hiểu ra thì dễ quá, đúng không? Thế thì tôi sẵn sàng là khó khăn cái gì, bất cứ cái gì các bạn hỏi, bất 24/24 tiếng, khuya quá rồi không tiện hỏi thì nhắn tin nhá, nhắn tin tôi sẽ trả lời. Zalo, điện thoại tôi đã trả lời rất nhiều cho mọi người, để là gì, nói có khi không không nó gió bay, nên là tôi nhắn tin ý, thì các bạn có thể truyền cho nhau để hiểu về cái nội dung ấy, cái kiến thức ấy dạy như thế nào nhé. Lại sau khi bài đọc có ghi đại ý vào vở không? Trời ơi, nói lại lần này là lần thứ 3 rồi không ghi gì cả. Giờ đọc, giờ viết thì đã có ghi nhớ trong sách giáo khoa. Giờ đọc thì đã luyện từ và câu cũng có ghi nhớ, đúng không, về danh từ động từ tính rồi. Thế còn giờ đọc ý nhá, như tôi đã nói là ghi, nếu mà cô sau khi học sinh đã phát biểu theo cái bay bổng suy nghĩ và cái trí ngây thơ của học sinh rồi, theo cách hiểu các em rồi, cô lại ghi chốt đại ý, chốt lên bảng ấy, thì thưa mấy cô là giờ sau không em nào dám phát biểu nữa. Bởi vì là gì? Mình phát biểu suốt lúc đầu đến lúc cô chốt chả có cái từ nào giống từ của mình cả, thì các em sẽ lo lắng là mình nói không đúng đâu, thôi chẳng nói nữa, đợi tí nữa cô cho ghi nhớ, cô chốt bài ghi đại ý lên bảng. Ghi đại ý lên bảng, các em đọc nó không xuất phát từ cái cảm nghĩ của các em sẽ quên ngay. Cho nên như tôi nói là thay vì ghi cái đại ý hay chốt cái gì lên bảng trong giờ tập đọc ấy, cô chỉ cần hỏi các em là bây giờ gấp cái bài đọc này lại nha, nhắm mắt lại, nhớ về ích cho em ở điểm nào, em thích nhân vật nào, em thích câu thơ nào, em thích hình ảnh nào nhất, vì sao, thì nó sẽ có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Lúc nãy tôi đã đọc suốt cái, tôi đã kể mãi là cái chi tiết là lớp 1 ơi lớp 1, đến bây giờ mình vẫn còn nhớ cái ngày hôm ấy thầy giáo của mình mặc áo màu gì, cái bài đấy nó hay ra sao, mình cảm xúc như thế nào, thì nó ý nghĩa hơn là gì ạ. Chốt lớp 1 ơi lớp 1 là bài thơ nói lên cảm xúc của một em lớp 1, đúng không nhỉ? Không quan trọng nhé. Đó, nên không phải chốt gì lên bảng cả. Em xin giáo án lớp 4 là giáo án gì nhỉ? Sách giáo viên không biết là đã có lên chưa? Em video bài dạy này sáng nay ạ. Video bài, video tiết dạy á hả các bạn? Video cái clip băng hình á. Có đường link, sau này có đường link là đây, có đường link ban tổ chức đã ghi đây ạ. À, thế thì cô nhé. Thế thì em xin giáo án lớp 4 ạ. Giáo án là mình chưa rõ. Giáo án thì sách giáo viên từ từ là chủ yếu thôi. Kiểm tra lãnh đạo cấp trên các nhà trường, kiểm tra vở ghi của học sinh. Rồi, không có lãnh đạo cấp trên, cái đấy là tùy tỉnh thôi. Thế thì vở ghi học sinh thì là gì ạ? À đấy, tốt nhất là như này các thầy cô nhé. Ngoài cái vở ghi đầu bài ra, các em có một cái, theo tôi thậm chí nhá, là tất tần tật ghi vào một vở. Tập đọc cũng ghi vào đây, giờ luyện từ và câu cũng ghi vào đây, vở tập làm văn cũng ghi vào một vở ô ly thôi. Có quan trọng gì là tiết trước viết bài kể chuyện thì tiết sau bài miêu tả, thì nó chả liên quan đến nhau cả, đúng không nhỉ? Cho nên là về vở ghi theo tôi không cần một học sinh nó quá nhiều vở. Vở ghi bài đầu bài này, xong lại vở luyện từ và câu này, xong lại vở tập đọc này, xong lại vở
Tập viết vở chính tả này, tập làm văn, bây giờ viết có mỗi tập làm văn thôi. Thế thì một là gì, có một cái vở ghi đầu bài, trong đó cả luyện từ và câu, xong đấy ghi tất, và một vở tập làm văn. Còn nếu không, cứ cần một quyển vở ghi tất tần tật vào đấy nhé. Ngoài ra bảo các em có một vở nó như vở nháp, nhưng nó nếu vở ghi đầu bài nắn nót, ghi ngày thứ tháng năm, những cái gì cô cần cho các em ghi thì ghi. Thế còn cần nhất, mình dạy bây giờ là dạy vì năng lực học sinh, lãnh đạo, các cấp lãnh đạo kiểm tra thì không phải kiểm tra vở học sinh nữa, mà họ sẽ đến họ hỏi học sinh, cô giảng đi hỏi học sinh trả lời được, đấy là gì ạ, năng lực nhá. Năng lực nó thể hiện ở cái việc là sinh tạo ra cái sản phẩm trí tuệ, chứ không phải là thì sẽ đến dẫn đến những cái tiếp tục những cái đợt tập huấn về đổi mới của quản lý đánh giá về dạy học theo phát triển năng lực. Các thầy cô yên tâm, các lãnh đạo, các cấp quản lý đã thấu cái vấn đề này từ lớp 1, 2, 3 rồi. Dần dần sẽ ngày càng hiểu cái dạy học theo năng lực là gì. Dạy học năng lực bây giờ như dự giờ không phải là cứ soi soi cô giáo làm gì đâu, mà soi vào cái việc là học sinh trả lời câu hỏi như thế nào, học sinh tổ chức hoạt động, báo cáo trình bày, tạo ra sản phẩm, làm bài ra sao. Đấy, chứ không phải là cô gì hay ra sao đâu. Cứ yên tâm, sẽ có những chỉ đạo sát sao về việc này, bởi vì là lãnh đạo vụ tiểu học hay là lãnh đạo vụ phổ thông hay là lãnh đạo tại cấp cao hơn nữa thì đều thấm nhuần dạy học theo năng lực là gì, là học sinh hoạt động, hoạt động nhé. Thế đã chào được các thầy cô chưa ạ? Đã hết giờ, xin kính chào tất cả quý các thầy cô, cảm ơn các thầy cô đã chia sẻ và tham dự cái buổi họp hôm nay. Xin nếu như nó có đường truyền, có những cái lúc mà nó chập chờn ấy là do cái đường truyền kém. Hôm nay như nói là khoảng gần 3.000 điểm cầu, cho nên chắc chắn nó cũng sẽ có những cái lúc nó không tốt. Và cảm ơn các lời chào, lời chúc của các thầy cô. Chúc các thầy cô tìm thấy niềm vui trong học tập theo sách giáo khoa mới. Luôn xác định là không khó gì cả, cứ cho học sinh làm nhiều vào, mình làm ít thôi, thế là xong. Cảm ơn.